Ba con à? Tổng lúc cho anh xem. Cuộn là tổ lông chưa thất duyên con gần. À, một con bé tí đây nhỉ? À, một con bé tí còn cũ chứ. Một bé tí. Đấy, các bạn ơi, hôm nay là đi mua thêm tổ khuyên đấy các bạn. Nay đang trên đường xuống chỗ ở, chỗ làm để mua thêm tổ khuyên nữa. Bé tí. Trên kia con tổ mà không biết như thế nào đâu. Ở đâu em? Ngay trên đầu đây. À, anh chạy xem là nở chưa, bắt luôn. Mày lâu chưa? Em thấy những ấp lâu mình đã biết nở chứ, hắn ngày qua dìa đường luôn mà. À, có khi nở đấy, để lên đây xem có tổ lại, bắt luôn tổ lại các bác nhé. Chúng ta có một đoạn rồi. Ở đây nó làm thấp nhỉ. Đấy bạn ạ, bây giờ nó đang mới nở, em vừa bảo ra đấy một tổ đang thăm mới nở. Ồ, đang còn non lắm. Theo cái này đến tuần sau cho anh bắt này. Tuần sau có mà đến khoảng thứ 5 mà chúng bắt và còn kịp chứ không có chuyện. Ờ, thế 3 bữa này nữa anh về mà. Tầm 3 ngày nữa là được ấy nhỉ? Vâng. Ờ. Còn mấy tổ nào ở đâu nữa? Còn tổ trên kia nữa mà phải mang xào ra để khẻo. À, thế em lúc nào kiểm tra nhé. Vâng. Vì anh đang xuống kia đó. Vâng, cứ mua kiểm tra cho đấy. Đấy bác đang chuẩn bị đồ để xuống đây rồi, thế là bảo giá qua thằng em lấy thêm mấy tổ nữa. Đây. Các bác ơi, em vừa mới về đến nhà đây, đi vào mua tổ thêm tổ chim khuyên đấy các bác. Nghe nó còn một tổ nữa nhưng mà nó còn đỏ lắm các bác. Ba con nhưng mà đỏ lắm. Thôi lấy tạm một ổ đây. Em đưa tiền luôn cho thằng em rồi, hôm sau mình vào mình bắt sau các bác. Hôm ở nhà là tổ ong đấy các bác. Tổ ong bây giờ ấy luôn các bác. Tổ ong bây giờ cho nó ăn luôn. Còn chim khuyên này mà ăn tổ ong thì béo lắm. Ông đó múc đói rồi, đi hơn tiếng đồng hồ chưa được ăn nữa. Không dễ luôn à, đang còn đói à? Sợ đến lúc cho nó nha. Lúc chết tỏi với nó nha. Khuyên à? Bố nếu anh không sợ gì thì nó không bay ra chỗ mình à? Ừ. Bố con ông thì nó không biết bay à? Không biết nữa. Thế nó còn nhỏ, đang còn con à bố? Ừ. Ủa? Ông con bố gỡ nó ra rồi à? Đụng vào đây thì chắn ăn ngóc đầu lên. Đụng vào tổ thôi. Chưa mở mắt rõ, mấy con này chưa mở mắt rõ. Nhâm 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 nhâm. Không y à? Không y. Nhâm nhâm nhâm. Ngon quá ngon quá ngon quá. Nhâm. Rồi. Lấy giấy đi con, lấy giấy đi con. Nó hôi à? Ủa, không có nào chụp mông lên ị ta. Ừ. Bữa ăn như gì đủ chưa? À, còn một con ong này à. Cắn chết đấy. Con ong đấy nở lúc bố đi mua à? Ừ. Đấy, đây quá ơi, em vừa mua tổ chim khuyên lúc đi xuống heo giờ mang thành phố chợ đấy bác. Mang ở để nuôi bác, để ở nhà bố làm với thằng em là không nuôi được. Vì chim khuyên non này cứ phải một lúc phải cho ăn một lần giống kiểu bố mẹ nó ngoài tự nhiên ấy. Nhưng mà để ở nhà cứ vài tiếng mới cho ăn là nó chết mất đó các bạn. Em phải mang theo để nuôi nó ấy rồi mang về nhà sau các bác nhé.